Biết rằng sức hút của núi có sự màu nhiệm đó và sức công đức của các vị Phật tiên đó sẽ có cái điều kiện sau này khai mở tâm linh cứu độ chúng sinh qua khỏi những tai nạn hiểm nghèo trong những ngày tận thế. Mẹ đấy con khéo tùy theo cuộc, đem lời chân của Phật nói ra, từ người gần cho đến kẻ xa, khiến cho họ biết ra đường đạo. Mẹ đấy con theo lời Phật bảo, đời là trường khổ não âu sầu, giàu nghèo nào ai thoát khỏi đâu, không khổ xác cũng sầu khổ trí. Hình thức của núi non thì đây là những cái lớp đá bên ngoài chúng ta thấy, nó đơn giản cứng khừ và chắc thật như vậy. Nhưng mà ở bên trong cái lầu đài cát ngọc, nếu mà lớp đá dở ra thì cái lầu đài cát ngọc từ nhỏ biến thành lớn, đó cũng là chuyện bình thường, không có gì lạ với hai chữ màu nhiệm mà Đức Thầy đã viết trong cái câu đó mà chúng tôi thường đọc, tức là thất sơn lộ vẻ đài lầu, chừng ni mới thấy nhiệm màu của ta. Thưa quý vị, đây là tập thứ 6 danh hiệu thất sơn, mà cái núi thứ 4 đó là Liên Hoa Sơn. Liên Hoa Sơn thường gọi là núi tượng, tức là núi cao 145m, dài 600m, ngang 400m, nằm địa phận của làng Ba Chúc, Tổng Thành Nghĩa, quận Tri Tôn, tỉnh Châu Đốc. Do hình dạng núi giống con voi nên gọi là núi tượng. Nếu chúng ta có điều kiện mà đi máy bay tựa trên nhìn xuống thì cái hình dạng cái núi này đó là giống cái con voi, cho nên người ta gọi là núi tượng. Thưa toàn thể quý vị, sự màu nhiệm của núi Liên Hoa Sơn còn gọi là núi tượng, một ngọn núi nằm địa phận làng Ba Chúc, quận Tri Tôn, tỉnh Châu Đốc, được dịch nghĩa là con voi. Bên trong núi tượng là hình dáng hoa sen. Nói đến hoa sen không còn ai lạ gì mà chẳng hiểu, nhưng hoa sen của thế gian thì mắt người thế gian thấy, còn hoa sen của sự màu nhiệm thì chỉ có các bậc xuất thế mới thấy được. Hình dáng hoa sen có bao nhiêu cánh, màu sắc hay nhiều hay ít, bao nhiêu loại màu sắc đồng thời, hoa sen đó chiều cao, chiều rộng đến tận bao nhiêu. Tất cả chuyện đó chỉ có Đức Huỳnh Giáo Chủ mới nhận ra, và đến khi nào ngọn núi này tung nổ thì người tín đồ hay mọi người trên thế giới mới biết hết gì sự màu nhiệm của núi này. Chính vì thế mà Ngài thổ lộ cho chúng sanh biết là trên bãi núi còn nhiều báo lạ, ráng tu tâm, dưỡng tánh coi đời. Thưa quý vị, ở đây cái ngọn núi này nó có ăn thông với cái nguồn tích Đức Phật Bổn Sư ngày xưa ở nơi núi tượng này. Để đọc một đoạn văn sau cái phần xuất xứ của núi Liên Hoa Sơn này, có lẽ chúng ta còn phải biết thêm nữa về trong 7 ngọn núi mà núi Liên Hoa Sơn được tính thành một con số thứ tự là số thứ 4. Ở đây hình dáng của núi rất là bình dị, từng những cục đá lớn, một hòn đá riêng, nhưng mà nằm nối liền ở trong một cái núi. Thì như mình đã nói cái câu là rừng lâm cây đá thấy ngày nay, trước mắt của mọi người, của khách tham quan từ bốn phương đổ về. Dù rằng biết đây là một cái ngọn núi gọi là núi tượng, bên trong của núi tượng nó có sức hút mầu nhiệm như thế nào, mọi người về giếng núi, năm này giếng rồi năm tới cũng giếng nữa, cũng là đi núi tượng, cũng là đi núi tượng bao nhiêu lần như thế. Từ người tín đồ của phái Hiếu Nghĩa cho đến người tín đồ của phái Phật Giáo Hòa Hảo đều là tiếp tục đi trực giếng của vùng bãi núi. Kể cả khách bốn phương về đây giếng núi, người nào cũng giếng hết. Thì biết rằng sức hút của núi có sự màu nhiệm đó và sức công đức của các vị Phật tiên đó sẽ có cái điều kiện sau này khai mở tâm linh cứu độ chúng sinh qua khỏi những tai nạn hiểm nghèo trong những ngày tận thế. Mẹ đấy con khéo tùy theo cuộc, đem lời chân của Phật nói ra, từ người gần cho đến kẻ xa, khiến cho họ biết ra đường đạo. Mẹ đấy con theo lời Phật bảo, đời là trường khổ não âu sầu, giàu nghèo nào ai thoát khỏi đâu, không khổ xác cũng sầu khổ trí. Mẹ đấy con khổ chồng muôn lũy,
vốn là do tâm ý muốn ham, vì muốn nhiều thành phải nhiều làm, phụng sự cái thân phàm đòi bữa. Mẹ đấy con thân như hoa lửa, càng cháy mau thì nó tàn mau, có sanh là có tử khỏi nào, định luật ấy đâu ai tránh khỏi. Thưa với toàn thể quý vị, lời Phật lúc nào và bao giờ cũng vì lòng từ bi mà nói ra, từ một vị Phật cho đến vô vàn vị Phật, lúc nào cũng vì chúng sanh mà trực tiếp nói, nó không bao giờ nghĩ. Nhưng mà những lời Phật nói đó thì Đức Phật trước cũng nói thế, Đức Phật sau cũng nói thế. Vì Đức Phật ra đời trước sau có khác mà chân lý vẫn là một, nên kinh gọi là thập phương Như Lai dị khẩu đồng âm, tức là mười phương chư Phật mà khác miệng nhưng đồng lời, đồng lời đó là đồng một chân lý đi giáo dục chúng sinh. Chỉ có thời kỳ cuối cùng của Hạ Nguyên Mạt Pháp, Đức Huỳnh Giáo Chủ là một vị Phật thời cận đại ra đời, Ngài dạy sở dĩ có khác văn tự, có khác ngôn ngữ, đó chẳng qua là trình độ chúng sinh biến khác mà thôi, chứ kỳ thật ra chân lý là chỉ có một. Đó là chúng ta hiểu sơ lược về cái thành phần của núi Liên Hoa Sơn, tức là núi tượng. Mong rằng tất cả chúng ta sẽ đi giếng núi nhiều hơn, kết duyên với các bậc thần tiên Phật Thánh nhiều hơn, và đồng thời chúng ta kết duyên với sức hút màu nhiệm của vùng Thất Sơn nhiều hơn, để sau này chúng ta có đủ phước duyên mà chúng ta sống một đời an lạc, được trong vòng tay của chư Phật cứu độ bảo hộ mình. Đây là cái thành phần xuất xứ ngọn núi, đến đây chúng ta tạm dừng. Kính thưa vị, thì vừa qua chú Mười cũng đã xuất xứ xong danh hiệu Thất Sơn tại núi Liên Hoa Sơn, còn gọi là núi Tượng đó quý vị. Thì hiện giờ đoàn tiến qua núi Thủy Đài Sơn, còn gọi là núi Nước, để gặp gỡ chú Mười, tìm hiểu về núi Nước như thế nào đó quý vị. Thì giờ này Ngọc Tâm mời quý vị cùng đồng hành với đoàn để gặp gỡ chú Mười. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị khách tham quan khắp nơi kính mến, thưa quý vị, cũng như những lần trước, đây là cái tập 7 mà lần thứ 5 ở nơi đây, cái núi gọi là Thủy Đài Sơn, tên thường gọi là núi Nước. Thưa với toàn thể quý vị, ở đời chúng ta nếu nhìn cho rõ biết rằng ở trong cái sự màu nhiệm thì nó không có lớn có nhỏ, còn cái hình thức bên ngoài đương nhiên có lớn có nhỏ, có thấp có cao. Trong 7 cái ngọn núi gọi là Thất Sơn thì là cái núi tượng đứng thấp hằng thứ 6, và cái núi Nước đó là đứng thấp hằng thứ 7, tức là cái núi nhỏ nhất và thấp nhất. Thì ở bên ngoài chúng ta chỉ thấy vài cái mỏm đá lửa thưa kết thành một cái ngọn núi, nó nhỏ nhoi không đáng kể, nhưng mà ở bên trong có một cái gì quý báu nhiệm màu đó, điều đó thì chúng ta chưa biết được. Mình có thể nói như thế này, hình thức của núi non thì đây là những cái lớp đá bên ngoài chúng ta thấy, nó đơn giản cứng khừ và chắc thật như vậy. Nhưng mà ở bên trong cái lầu đài cát ngọc, nếu mà lớp đá dở ra thì cái lầu đài cát ngọc từ nhỏ biến thành lớn, đó cũng là chuyện bình thường, không có gì lạ với hai chữ màu nhiệm mà Đức Thầy đã viết. Trong cái câu đó mà chúng tôi thường đọc, tức là Thất Sơn lộ vẻ đài lầu, chừng ni mới thấy nhiệm màu của ta. Cái sự sắp xếp của Đức Phật Thầy Tây An thuở xưa cho đến cái sự sắp xếp của Đức Thầy, tức là Đức Huỳnh Giáo Chủ ngày nay, thì hai chữ màu nhiệm nó vẫn còn gắn liền nguyên vẹn đó trong thời gian hơn một thế kỷ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng sự thật của những đề quý báu nhiệm màu nơi núi non, nếu chúng ta không có cái tâm lượng nhìn nhận được cái gì khác hơn nữa thì đây là cái chuyện bình thường của người đi núi. Còn người tu nếu biết nhìn nhận được cái sức màu nhiệm của các bậc Phật tiên thì đương nhiên chúng ta thấy thì chưa thấy, nhưng mà nghe thì nghe. Mà nghe đó là nghe lời của Phật nói, chứ không phải là nghe lời của phàm nói. Vì vậy cho nên những cái lời của Phật nói sao nó phải có như vậy. Tức là trong Kinh Kim Cang nói đó, Như Lai thị chân ngữ giả, bất cuốn ngữ giả, bất dị ngữ giả. Nghĩa là lời nói của Như Lai là lời nói chân thật, lời nói không hư dối, lời nói không sai khác.
thì Đức Thầy chúng ta là Phật, dùng danh từ Như Lai cũng không có đến độ quá đáng. Và những gì lời Đức Thầy nói đó đều là hoàn toàn chân thật hết. Đối với người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nói riêng và tất cả nhân loại chúng sinh nói chung trên toàn cầu thế giới vào buổi hàng ngôn mạt pháp này, đều có nhân duyên với một vị Phật ra đời trong thời kỳ cận đại. Tiếc gì nghiệp chướng còn nhiều, mê nhiễm còn nhiều, quấy ác còn nhiều, nên những cái gì quý báu nơi giáo lý nhiễm màu, những cái gì quý báu nơi núi non hùng vĩ, những cái gì quý báu nơi tâm tánh của mỗi con người, chúng ta hoàn toàn chưa khai thác được gì hết. Có lẽ nếu chúng ta biết hồn hoài đầu hướng thiện, thì những cái nhiệm màu của giáo lý, của núi non, của tâm tánh đối với chúng ta không có gì là khó khăn hết, không có gì là chẳng biết. Nhưng kỳ thật ra cái đó nó ở một chữ tu, chỉ vậy thôi. Ở một chữ tu, nếu chúng ta dốc tâm tu tập thì cũng như Đức Phật Thầy Tây An, cũng như các vị đại đệ tử của Ngài, cũng như Đức Phật Trùm, Đức Bổn Sư, ông Sư Giải Bán Khoai, Đức Quỳnh Giáo Chủ, tức Đức Thầy chúng ta không khác. Cho nên có câu nói là ở thánh không thêm mà ở phàm không bớt. Ở thánh là cái góc độ đó mà ở phàm cũng là góc độ đó. Nhưng mà sở dĩ khác nhau là hai chữ mê và giác mà thôi. Thì chúng ta mê nên chúng ta thấy bằng lớp đá. Các bậc mà Phật tiên đó người ta giác, vì vậy mà ta thấy ngoài cái lớp đá lại bên trong có cái lầu đài cát ngọc quý báu nhiệm màu trong đấy. Bây giờ ở trong đó nó cái gì thì hoàn toàn mình không biết, nhưng mà sự sắp xếp của các bậc xuất thế đã sẵn hết rồi. Lầu đài cát ngọc như thế nào, lớn nhỏ ra sao, màu nhiệm ra sao, nó quyền biến cỡ nào, thần thông diệu dụng cỡ nào, tất cả điều đó hãy chờ một ngày, chờ một ngày lớp đá nổ vang, chúng ta sẽ tường tận chứng kiến rõ ràng. Vậy thì thưa quý vị, Thủy Đại Sơn thường gọi là núi nước, một cái núi rất nhỏ, chỉ cao độ chừng 50 mét, nằm gần núi Tượng, thuộc làng Ba Chúc, tổng thành Nghĩa, quận Tri Tôn, tỉnh Châu Đốc. Đến mùa nước nổi xung quanh bị ngập, chỉ còn trơ lại một hòn đá chừng bằng cái nhà ở giữa biển nước, nên gọi là núi nước. Sự màu nhiệm về núi nước là như thế nào? Có lẽ bên trong của núi này còn có đền đài bằng thủy tinh, nên có tên gọi là Thủy Đài Sơn. Nghĩa là không phải phải núi nước là ở trong này nó có nước. Bởi vì cái tên gọi là Thủy Đài Sơn thì chúng ta hiểu chữ đài là đền đài cát ngọc. Vậy thì ở đây đó là cái đền đài đó, đó chắc chắn là bằng lưu ly, bằng thủy tinh. Bằng lưu ly tức là một cái vật báo trong 7 vật báo mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thuyết cái cảnh giới cực lạc Tây Phương ở trong Kinh Di Đà. Tức là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xà cừ, xích châu, mã não. Vậy thì lưu ly là một núi báo trong nhiều núi báo đó ở trong tại cái núi nước này. Một trong các đền đài khác hẳn của 6 núi khác. Nghĩa là đền đài của núi nước là khác hẳn của 6 núi trước. Một núi có một cái đền đài, 7 núi có 7 đền đài, mình nói thí dụ đi. Nhưng mà trong cái núi đó, sự màu nhiệm nó biết bao nhiêu cái đền đài thì điều đó mình chưa biết. Nhưng mà đền đài cát ngọc ở cái núi nước này gọi là Thủy Đài Sơn, tức là cái đài bằng thủy tinh, thì nó sẽ khác lạ hơn các những cái đài khác. Bởi vì mỗi núi đều có lầu đài nên Đức Thầy mới viết là Thất Sơn lộ vẻ đài lầu, chừng ni mới thấy nhiệm màu của ta. Thủy tinh còn gọi là lưu ly, một loại vật báo trong 7 vật báo mà có bên thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta nên biết mỗi một cái núi đều có một vật quý báo riêng biệt, văn tự và ngôn ngữ chỉ là ngón tay. Còn đài cát bên trong thì mới chính là mặt trăng. Lần bước thứ nhất ta hãy xem ngón tay biết hướng đi, lần sau chúng ta chính mắt thấy từng cái lầu đài cát ngọc đó giống như thấy mặt trăng. Nên nhớ, bên trong các loại lầu đài của Thất Sơn không giống đài lầu của thế gian nó tạo ra, mà đài lầu đó do nơi tín đồ tu hành tạo thành bằng công đức, bằng sự nhiệm màu của Thất Sơn, chỉ có người tu mới thấy được. Còn người không tu thì chẳng bao giờ thấy được sự nhiệm màu bãi núi ấy. Một ngày vinh quang rực rỡ mà người tu đã chờ đợi từ lâu, để có một lần hiệp mặt cùng các bậc xuất thế, hình dáng các bậc ấy ra sao, ngôn ngữ các bậc đó như thế nào, lòng từ bi cao thượng đến đâu, dìu dắt người tu qua khỏi cảnh khổ nạn của tiếng sấm nổ, và xem được đền đài quý báu ra sao. Thất Sơn lộ vẻ, Thất Sơn lộ vẻ và Thất Sơn lộ vẻ,
mà Đức Thầy chúng ta đã viết trong bài Giọng Bắc Hòa Nam. Chừng nào tiếng sấm nổ vang, thất sơn lộ vẻ, đền vàng báo thai. Mẹ đấy con, mẹ xem thấy rõ, khắp chúng sanh lớn nhỏ trong đời, bận lòng theo, tạm vật không rời, vì thế mãi sanh nơi cõi khổ. Mẹ đấy con, ở bên tịnh độ, đất bằng vàng, nhà cửa bằng châu, cảnh trang nghiêm, xinh đẹp nhiễm màu, cõi trần thế có đâu sánh kịp. Đó là một vài câu chứng minh rằng đây là cái đền đài bằng thủy tinh, một loại báo trong 7 loại báo bên cõi Tây Phương tịnh độ. Vậy thì thưa với toàn thể quý vị, Thủy Đài Sơn là một cái, tính theo hệ thống thứ tự là cái danh từ thất sơn, cái danh từ thứ 5 trong thất sơn, và là tập thứ 7 trong cái lần mà chúng ta ký sự của vùng thất sơn này. Thì nơi đây chúng tôi chỉ xuất xứ đơn gọn cái núi nước như thế mà thôi. Còn những gì quý báu nhiệm màu ở nơi cái Thủy Đài Sơn này thì tất cả chúng ta muốn chứng kiến thì phải chứng kiến bằng công đức tu hành, phải chứng kiến bằng sự giác ngộ, tức là những thói hư tật xấu phải răng chừa, thì nhất định sao sẽ thấy người xưa tường tận mặt, chẳng có gì là lạ. Răng chừa là sửa điều ác, tu hành là tạo các công đức điều lành, rồi sau này ta Phật tiên thần thánh cùng ngự một chỗ, cùng hiệp nhau một chỗ, lúc đó thần tiên hiệp mặt thì cừu quá long. Vậy chương trình xuất xứ cái núi Thủy Đài Sơn, tức là núi nước, đến đây đã xong. Xin trân trọng kính chào và rất mong toàn thể quý vị vui lòng bỏ qua những điều sơ sót. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.